Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình airdrop ăn chia tổng giải thưởng là 10.000 token có ký hiệu là RNFT nha bạn. Thì chương trình airdrop này điền form có 3 nhiệm vụ của các bạn. Thì chương trình airdrop này cái link form này nó sẽ end trong vòng 48 giờ các bạn, nên các bạn làm nhanh các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn subscribe YouTube và comment đó nè. Các bạn nhấp vào của tất cả các bạn. Đi. Rồi các bạn bấm đăng ký nè các bạn. Rồi các bạn bình luận cái đi các bạn. Good. Rồi sau khi các bạn bấm đăng ký, các bạn nhớ chụp màn hình lại giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn trở về cái link form hồi nãy nha các bạn. Tiếp tục nè. Follow request. Tiếp tục các bạn nhấp vào đây, các bạn follow từ Twitter của nó đi các bạn. Rồi sau khi các bạn follow xong thì các bạn copy hashtag này nè các bạn, giúp mình nha các bạn. Các bạn like nè, các bạn trình dẫn như tweet nè. Các bạn tan dài người bạn đi vào đi nha các bạn. Các bạn tweet lại nè. Sau khi tweet lại xong thì các bạn mở cái link form ra các bạn. Uplink retweet nè, uplink spray trên YouTube nè. Rồi thì mình sẽ uplink các bạn. Rồi các bạn mở qua Twitter các bạn cái nữa các bạn. Bạn nhấp qua bay bên cùng nhấp vào một user nữa các bạn. Các bạn chụp màn hình để giúp mình nha các bạn. Khoan các bạn chờ chút xíu bạn. Rồi các bạn chụp màn hình đã xong, bạn mở link form lên các bạn. Các bạn up bức ảnh các bạn đã tweet lên nè các bạn. Rồi cái link tweet đâu ta, là cái bài đầu tiên nè các bạn. Rồi các bạn tải lên nghe các bạn. Rồi tiếp tục các bạn tải lên một bức ảnh, các bạn up best simto you subscribe kênh YouTube nè các bạn. Các bạn tải lên nha các bạn. Tiếp tục các bạn dùng địa chỉ thì các bạn dùng địa chỉ với bên BSMatchenBet20 trên chiếc chocolate của mình nha các bạn. Các bạn sẽ chép nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi. Rồi bạn chỉ bấm gỡ nó xong nha các bạn. Sẽ nó gỡ. Rồi ok, vậy là video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình ăn góp ăn chia tổng giải thưởng là 10.000 token có kiểu là RNFT. Đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.